này bot bot này mình sạc không dây luôn ha mấy bạn ha. Cái này là mình bỏ cục pin này ra vẫn sạc được ha. Cái này nó sạc không phải giống như mấy cái con bot bên kia thì phải sạc là lật ngược mặt này lại. Ở này mình sạc có bằng không dây ha. Hiện tại cái này điện 110, mình đang ngồi ở ngoài quán cà phê, làm ra mình không có cắm sạc vô được nha. Nhưng mà một hồi mình về nhà chơi trong nhà mình sẽ cắm cho mấy bạn coi. Đây là sạc không dây ha. Cục pin này có 2 chấm nhưng mà nó bự gần bằng cái cục pin 4 chấm bình thường của mấy anh em đang thấy. À. Sạc là sạc không dây, pin sạc không dây ha, để đưa vô về là ok, đưa vô cắm mà đã cắm sạc vô thì sẽ không bấm được đâu, nếu mà cắm pin vô là sẽ không bấm được ha. Rồi cái này nó có thêm một cái chế độ nữa là cái này, hiện tại mình đang để chế độ nghe là chế độ này là chế độ bật dít, chế độ này chế độ bật dít ha. Chế độ này chế độ bắt dít, nhưng mà chế độ bắt dít này á, mình bình thường á, thí dụ thằng Makita thì là nó sẽ trượt, đầu này giữ lại sẽ motor dẫn quay nó trượt, hoặc là thằng Milwaukee hoặc DeWatt thì nó sẽ ngắt bằng cò, ngắt bằng điện tử trong này, ngắt bằng điện tử, còn thằng này nó kết hợp cả hai cái, vừa ngắt bằng trượt vừa ngắt bằng điện tử luôn. Đó. Giống như bây giờ như vậy ha. Hiện tại là đang khoan nè, đang để chế độ bật dít ha. Thì giờ mình thấy chưa nè. Để đang trong quán cà phê thì mình không dám mở dàn lớn ha. Đó. Đó. Nó vừa trượt mà nó vừa ngắt cò, ngắt cò. Đó. Trượt nè ha. Đó. Cho nó tí xíu ha. Đó, nó trượt thấy không? Nó trượt nhưng mà cò vẫn ngắt nè. À. Cò vẫn ngắt. Nó trượt cái số hoặc cái hộp bộ ly hợp này nó sẽ trượt đi. Nhưng mà cái cò này nó có thêm cái điện tử nữa nó ngắt luôn cả cái cò luôn ha. Còn đây một cái nữa, một cái này là rất ít người biết. Ví dụ hiện tại mình bình thường mấy cái con kia mà mình để ở chế độ khoan hoặc là khoan bắt dít hoặc là khoan có búa mà nó khoan mà cái mũi nó bị giặt á, một là nó chỉ ngắt cái pin này, ngắt cái dạng ngắt cái cò trong này, còn cái này mình không ha, mà không phải như vậy, nhưng mà mình đang bóp nè lắc nè, thấy chưa, là nó sẽ tự động nó ngừng lại. Cái này là dạng giống như là thí dụ mình khoan vô mà mình bị cái gì bị nó bị giặt cái máy á, là sẽ tự động nó ngắt vô luôn, thấy không, là sẽ tự động nó ngắt ha. Đó. Đó. Đủ lực nó sẽ tự động nó ngắt ha, này đủ lực nó ngắt thì máy này ha. Máy này dưới đây nó có cái máy này Malai ha, Malai sản xuất, đầu kẹp autolock 13 ly 18V, dòng tua từ 480 dòng phút tới 2100 dòng phút ha. Đây pin này pin 2 chấm thôi nha, nói chung là mấy bạn mua thì mình sẽ đưa con mới ha, còn đây con này mình đang test, cái pin thì nó bị lủng rồi, pin này pin test ha, tôi nói là vô giờ nó sẽ báo đèn trên đây, nó sẽ báo có điện, báo đèn trên đây đầy là nó sẽ không đưa cắm điện vô là sẽ không sạc được nữa, chứ không bấm máy chạy ha. Có điện vô cái sạc này, cái đèn này sẽ nó hiển thị bấm đỏ lên, sẽ đèn bên này nó sẽ đỏ, nó có hai cái đèn.
cái này nó có cái này là ngắt bằng hai chế độ, không, vừa ngắt bằng cái lực của cái hộp số trên này, vừa ngắt bằng cò luôn. Phúc Thịnh qua uống cà phê em, pin anh có nhiều lắm em, qua đây. Máy anh cũng có nhiều nữa, cái gì anh cũng có, cho anh không có tiền thôi em. Này chế độ 1 chậm, chế độ 1 nó chậm, số 2 lẹ hơn. BL nha. Thiệt chứ, mày nghĩ sao không thiệt mày. Độ hoàn thiện con này rất tốt. Malai sản xuất nhưng mà cũng vẫn ok. Đầu kẹp của tôi lọc. Đầu 13 ly ha. Giờ cái chất thép của cái đầu là thấy là biết ngon không? Này nó không có rơ luôn á. Mang guitar như là còn thấy có rơ chút xíu, cái này không rơ luôn á. Kêu rất là im dịp, không phải như giống như mang guitar kêu cặc 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 cặc. Cái này nó còn có một cái tai nữa mà mình bỏ tai trong nhà rồi. Ba chế độ ha, bắt dít này, khoan bắt dít, khoan động lực, khoan có búa ha. Trong mấy cái này anh em nào cần thiết review con nào hoặc là muốn mình live stream con nào thì cứ comment vô cái video clip này đi, rồi mình sẽ tổng hợp lại. Anh em cần nhiều con nào, cần nhiều nhất thì mình sẽ kiếm con đó về mình review cho anh em coi. Con này hiện tại thì mình chưa có khoan thử, nhưng mà mai mốt thì sẽ khoan thử. Mai mốt sẽ kiếm cái mũi rút lõi. Anh Đặng Vũ Long mai mốt đầu tư cho em mũi rút lõi đi. Em sẽ test máy. Anh Đặng Vũ Long đầu tư cho em máy rút lõi. Để em vô em tap tên anh cái nha. Anh Dũng, nếu cần đồ, có cần review con nào không nói cho em biết, em kiếm máy em review cho anh Dũng rồi. Con này ngắt bằng hai thứ nè, ngắt bằng lực chứ ngắt bằng cái cò luôn, cái cấp trượt này nè, ngắt bằng lực bằng cấp cò luôn ha. Ngắt bằng cấp lực chứ ngắt cò luôn. Cò nó ngắt luôn. Anh em cần review con gì thì cứ báo em. Em sẽ cố gắng kiếm con đó về review cho anh em. Dưới đây nữa là anh Dũng, nó có con này nó chống giặt nè anh Dũng. Chống giặt. Anh lại chơi khó em. Con nào Việt Nam chưa có sao em có. Multiboom. Cái này nó là
sạc không dây á, nhưng mà hiện tại không có điện, điện 110 ha. Cái này điện 110. Chứ cái này nó mà lên được 220 cũng lên 220 luôn. Em ra đây em cắm sạc cho mấy anh em coi. Nói chung là anh em cứ thích cái con nào, review con nào tại Việt Nam có thì em có thể em đi mượn, hoặc là sau đó em về em sẽ review cho mấy anh em coi. Này cao su mềm ha, cao su mềm của ông Boss này giờ em thấy nó ngon nè. Cao su mềm của ông Boss em thấy ngon. Cái gì vậy trời? Ta đang live stream mà kêu về ăn cơm. Chịu nổi không? Trên bài luôn mới đau chứ. Trên live stream luôn kêu về ăn cơm mới đau chứ. Hả? Vợ tao kêu chứ ai. Vợ ơi đi ngủ đi vợ. Tự nhiên đang live stream mà kêu về ăn cơm. Lắc đủ ha. Lắc đủ lực nữa mới tắt. Thôi rồi em kết thúc live stream, kết thúc live stream về ăn cơm. Vợ kêu rồi, bye bye anh em.